Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị tập 3 của bộ truyện Vợ yêu của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 bộ truyện Vợ yêu của Boss. Tại Nhà Trắng, một đám vệ sĩ nghiêm ngặt canh chừng trước cửa phòng hội nghị. Đường Chấn Nam, Tổng thống Mỹ, cũng là Tổng tư lệnh, người cầm đầu quân đội Mỹ ngồi uy nghiêm ngay chính giữa cái bàn dài trong phòng. Bên trái là Lưu Bảo Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là người chỉ dưới Đường Chấn Nam mà trên vạn người. Bên phải là Thiết An Minh, Thống tướng, người cấp cao nhất trong quân đội Mỹ. Hai người đang đứng thận trọng bên cạnh của Đường Chấn Nam. Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt cao ngạo nhìn Đường Chấn Nam, không hề tỏ ra sự e dè trước khí thế của ông. Lưu Bảo Bình nhìn trợ lý của mình, hắn lập tức đặt một bản hợp đồng trước mặt của Tần Gia Uy. Tần Chủ tịch, đây là bản hợp đồng Tần Thị độc quyền cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ, mời Tần Chủ tịch xem lại. Tên trợ lý cung kính để bản hợp đồng xuống trước mặt của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy với nét mặt hờ hững không nói gì, ánh mắt thâm thúy không hề nhìn đến bản hợp đồng trước mắt mà tất cả mọi người đã dùng hết khả năng, muốn giành cũng không được. Tuy Tần Gia Uy biết bản hợp đồng này rất quan trọng nhưng anh lại không muốn người của Đường Chấn Nam biết anh coi trọng đến bản hợp đồng này, rồi sau này dùng nó để uy hiếp anh. Tần Gia Uy ngồi oai nghiêm chờ cho Minh Nguyệt xem kỹ lại bản hợp đồng. Bản hợp đồng này rất quan trọng nên đích thân Minh Nguyệt từ thành phố S đã bay sang Mỹ để tránh có việc rủi ro. Minh Nguyệt đứng bên cạnh Tần Gia Uy, cô bước tới cầm lên bản hợp đồng xem xét cẩn thận. Cô lật từng trang một xem từng chữ, đến khi Minh Nguyệt đã xác định tất cả quyền lợi trong bản hợp đồng đều dồn về phía của Tần Gia Uy. Tần Chủ tịch, tất cả điều khoản đều chính xác. Minh Nguyệt nhìn Tần Gia Uy cung kính nói, cô đặt bản hợp đồng lại trước mặt anh. Tần Gia Uy không hề lo lắng về năng lực của Minh Nguyệt, anh tin tưởng khả năng làm việc của cô. Tần Gia Uy không do dự cầm bút lên ký một chữ ký rồng bay phượng múa trên bản hợp đồng. Ký xong, anh đẩy bản hợp đồng đến trước mặt của Đường Chấn Nam, ông tao nhã cầm bút lên ký tên một cách không do dự. Sau khi ký tên xong, hai người đứng lên bắt tay thành giao, một bản hợp đồng trị giá 365 tỷ đô la vừa mới được ký xong. Tên trợ lý cung kính cầm lê bản hợp đồng, hắn nhìn Tần Gia Uy lễ phép nói, chúc mừng Tần Chủ tịch. Sau khi chuyện công đã giải quyết xong, Lưu Bảo Bình và Thiết An Minh đã rời khỏi, chỉ còn lại Đường Chấn Nam, vệ sĩ và người của Tần Gia Uy. Cuối tháng là sinh nhật của mẹ Vĩnh Hy, con thu xếp thời gian đưa Vĩnh Hy về Đường ra dùng cơm. Mẹ của con bé chưa gì đã nhớ đến đứa con gái rồi. Đường Chấn Nam nhìn con rể nói với giọng hân hoan. Ông rất xem trọng Tần Gia Uy. Trong lòng ông không ai xuất sắc hơn Tần Gia Uy cả. Vâng. Nói xong, Tần Gia Uy đứng dậy cúi đầu chào Đường Chấn Nam rồi lập tức cùng thuộc hạ rời khỏi. Gia Uy, con hãy cẩn thận với Trung gia và Đoàn gia. Ba bắt được tin hai gia tộc này đang âm thầm bắt tay nhau muốn hạ gục Tần gia của con. Giọng nói nghiêm trang của Đường Chấn Nam từ phía sau vang lên. Tần Gia Uy không hề kinh ngạc với lời nói của ông. Anh xoay người lại nhìn ông bằng ánh mắt uyên thâm. Con biết. Lời nói kiêu căng của Tần Gia Uy không hề làm Đường Chấn Nam tức giận. Ông thưởng thức nhất chính là tính tình thẳng thắn không nịnh hót của Tần Gia Uy. Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài ngồi vào chiếc xe jet màu đen mạnh mẽ đang ngang nhiên đậu trước cửa Nhà Trắng rồi rời đi. Minh Nguyệt có chuyện gấp cần phải xử lý, nên Doãn Kỳ đã cho thuộc hạ đưa cô trực tiếp đến phi trường để bay về thành phố S ngay lập tức. Tần Gia Uy ngồi oai nghiêm ngay chính giữa với nét mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Anh mệt mỏi, ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại định thần. Trần Linh Giang, Doãn Kỳ và Nhật Trung, ba người ngồi nghiêm túc không hề có chút lơ là. Ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh để tránh có người mai phục. Sam luôn đảm nhiệm vai trò tài xế cho Tần Gia Uy, vì trong tứ đại hộ pháp, Sam là người có kỹ thuật lái xe siêu việt nhất. Từ Nhà Trắng bước ra ngoài, trong lòng Trần Linh Giang mang theo nhiều điều khó hiểu. Cô nhìn Tần Gia Uy, đợi đến khi anh mở mắt, cô mới dám lên tiếng hỏi anh. Lão đại, Đường Chấn Nam thật sự là người như thế nào? Sao ông ấy có thể biết được chuyện trong giới hắc đạo về Trung gia và Đoàn gia? Nghe nói nước Mỹ có quan hệ mật thiết với tổ chức thần bí Shadow, Họ luôn ở phía sau, ủng hộ Tổng thống Mỹ, cũng chính là Đường Chấn Nam. Shadow là một tổ chức sát thủ lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới. Họ đặt gián điệp trên mỗi một đất nước để giám sát và thu thập tình báo, đảm nhiệm những nhiệm vụ ám sát chính trị. Họ ngang nhiên không tuân theo bất kỳ luật pháp của nơi nào và còn được nước Mỹ dung túng, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm hại đến nước Mỹ là được. Cho nên những chuyện nhỏ của Trung gia và Đoàn gia thì làm sao có thể làm khó được họ. Người nói ra lai lịch đồ sộ của tổ chức thần bí Shadow không phải là Tần Gia Uy mà là Doãn Kỳ. Anh đã đi lại giữa Ý và Mỹ nhiều năm nên chuyện của nước Mỹ, Doãn Kỳ nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhật Trung nghe Doãn Kỳ nói vậy, anh bất giác nhíu mày trong vẻ khó hiểu. Nói như vậy cũng có nghĩa là tổ chức thần bí Shadow tồn tại không phải vì giành giật thế lực hay là địa vị trong hắc đạo, mà thiên mệnh của bọn họ chính là phù trợ nước Mỹ trở thành siêu cường quốc, đứng đầu trên toàn thế giới. Nghe Nhật Trung nói vậy, tất cả mọi người đều trầm mặt, ngẫm nghĩ. Trần Linh Giang suy nghĩ một chút liền lên tiếng. Vậy lần trước, khi tổ chức thần bí Shadow tập kích One World Trade Center là vì mục đích gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chính trị sao? Chắc chắn trong những người có mặt tại hội nghị ngày hôm đó có dã tâm bất chính với nước Mỹ. Doãn Kỳ lên tiếng, chỉ có giả thiết này mới có thể lý giải được mọi việc. Tần Gia Uy nghe những lời của thuộc hạ vừa mới nói, khuôn mặt lạnh lùng trở nên lạnh lùng hơn. Cái lạnh lẽo của anh làm cho mọi người đều buông xuống sự thắc mắc trong lòng mình. Thì ra, anh đã biết trước vụ tập kích đó của tổ chức thần bí Shadow không phải là nhằm vào anh. Nói như vậy, ai mà đối đầu với Đường Chấn Nam thì sẽ chết không có chỗ chôn thân. Sam nhìn vào kính chiếu hậu, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Phải, nên lão đại mới đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, kết hôn với thiên kim tiểu thư của Đường gia, thà là người nhà còn hơn là kẻ địch. Trần Linh Giang buột miệng nói ra những lời không nên nói, không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên. Cô biết mình đã lỡ miệng, cặp mắt e dè lén nhìn Tần Gia Uy. Nhìn thấy nét mặt của anh đột nhiên tối sầm, đôi mày rậm cau thành một đường thẳng, tỏ ra thái độ không hài lòng với lời nói không phân tôn ti của cô. Trong lòng Trần Linh Giang lo lắng vô cùng, cô không dám nhìn Tần Gia Uy nữa, liền chuyển tầm mắt sợ sệt của mình ra ngoài cửa sổ. Cả đoạn đường về biệt thự Tần gia, không ai dám nói thêm lời nào, chỉ sợ kinh động đến nộ khí của lão đại. Vừa về đến biệt thự, trong lòng Tần Gia Uy hiện lên cảm giác nao núng. Anh vội vàng bước vào trong, bỏ lại đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của anh. Từ trước tới giờ, tứ đại hộ pháp chưa từng thấy lão đại vì bất cứ chuyện gì mà nôn nóng đến như vậy. Tần Gia Uy với tâm trạng vui vẻ vì trong lòng nghĩ mình sắp gặp mặt của Đường Vĩnh Hy. Vào đến phòng khách, Tần Gia Uy đảo cặp mắt sắc bén của mình chung quanh, tìm kiếm người anh muốn gặp. Cả căn biệt thự rộng lớn này, ngoài người giúp việc ra, Tần Gia Uy không nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đâu cả. Bác Phúc, thiếu phu nhân đâu rồi? Giọng nói khàn khàn mang theo nộ khí của Tần Gia Uy làm cho Tiểu Linh đứng bên cạnh kinh ngạc trong lòng. Từ lúc nào thiếu gia lại quan tâm đến ai khác ngoài cô Tư gia? Dạ vâng, thưa thiếu gia, sáng sớm thiếu phu nhân đã đến Đường thị rồi ạ. Bác Phúc cúi đầu trước mặt anh, nói với giọng tôn kính, ánh mắt không lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy, mày bị sao vậy? Đã nói không quan tâm thì tại sao lại có cảm giác chờ mong? Tần Gia Uy nghĩ vậy, hừ lạnh một tiếng tự nói với bản thân mình. Anh với nét mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí đi thẳng lên phòng ngủ của mình, bỏ lại sau lưng mười mấy người giúp việc, trong lòng thấp thỏm không yên. Tứ đại hộ pháp đứng ngoài cửa, nhìn thấy phản ứng của Tần Gia Uy, bốn người bất giác nhìn nhau bằng ánh mắt hiếu kỳ. Đường Vĩnh Hy thật lợi hại, có thể làm ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của lão đại. Cặp mắt sắc bén của Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Tần Gia Uy nói, trong lòng anh thật khâm phục Đường Vĩnh Hy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thành công khiến một người lạnh lùng như lão đại siêu lòng. Nghe Doãn Kỳ nói vậy, trong lòng Trần Linh Giang hiện lên nỗi buồn khó nói. Cuối cùng lão đại cũng đã động lòng. Ôm trong lòng sự bực tức, Tần Gia Uy đi xăm xăm vào phòng của mình. Anh nóng giận đá văng cánh cửa phòng ra. Bước vào cửa, cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm của Tần Gia Uy bất giác dán lên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh, bị Đường Vĩnh Hy cởi ra ném trên giường. Anh bước từng bước chậm rãi đến giường lớn, cặp mắt uyên thâm nhìn chăm chăm vào chiếc áo sơ mi. Hiện tại, Tần Gia Uy thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Anh do dự một chút, bàn tay mang găng tay bằng sa màu đen đột nhiên vươn tới cầm lên chiếc áo sơ mi, thản nhiên đưa đến mũi của mình. Tần Gia Uy nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương thoang thoảng của Đường Vĩnh Hy còn lưu lại trên áo sơ mi, làm cho tâm trí anh xao xuyến. Trong lòng Tần Gia Uy hiện lên cảm giác giống như Đường Vĩnh Hy đang ở bên cạnh anh. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên thành một nụ cười sủng nịnh khi anh nghĩ đến khuôn mặt kiêu sa đầy vẻ tự tin của Đường Vĩnh Hy. Đột nhiên, anh mở toang cặp mắt thâm sâu của mình, nét mặt dịu dàng vừa rồi được thay thế bởi khuôn mặt chứa đựng muôn trùng sát khí. Suy nghĩ này chợt làm Tần Gia Uy rùng mình trong sự kinh hãi. Từ lúc nào Đường Vĩnh Hy lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí của anh? Tần Gia Uy không thể nào để Đường Vĩnh Hy tiếp tục làm tâm trí anh dao động. Anh lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ điên cuồng này. Tần Gia Uy đem cái áo sơ mi ném vào trong tủ quần áo của mình, nhưng không biết vì sao anh lại căn dặn bác Phúc không cho phép ai động đến nó. Mấy ngày liên tiếp, Đường Vĩnh Hy đều tránh mặt của Tần Gia Uy. Sáng sớm cô rời khỏi Tần gia lúc Tần Gia Uy còn chưa dậy, tối đến đợi lúc anh ngủ rồi cô mới về. Khi trở về biệt thự của Tần gia, Đường Vĩnh Hy viện cớ bận công việc của tập đoàn Đường thị nên luôn ở trong thư phòng làm việc. Tần Gia Uy vô cùng phẫn nộ với thái độ xem trời bằng vung của Đường Vĩnh Hy. Anh cố kiềm nén cơn giận trong lòng mình. Hôm nay Tần Gia Uy vừa cùng với Akiko Kojima, thủ lĩnh của bang Dragon, một trong những băng đảng xã hội đen đứng đầu trong thế giới ngầm tại Nhật Bản, dùng buổi trưa xong. Hắn vừa nhận được tin đám người của Kumamoto đã âm thầm bắt tay với đoàn Vũ Sơn muốn trừ khử Tần Gia Uy. Khi Tần Gia Uy chết đi, đoàn Vũ Sơn sẽ là người đứng đầu trong giới mafia. Đổi lại, với sự hỗ trợ của Kumamoto, hắn sẽ đưa toàn quyền kinh doanh sòng bạc và dịch vụ gái mại dâm trong khu vực châu Âu cho Kumamoto cai quản. Ngồi trên xe trở về biệt thự Tần Gia Uy với nét mặt thâm sâu khó lường. Anh không nói lời nào, bàn tay đặt trên đùi, thản nhiên xoay xoay chiếc bật lửa màu bạc hình con sói. Sam đang lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, nói với giọng nghi ngờ. Lão đại, ngài thật sự tin những gì Akio Kojima vừa nói sao? Tần Gia Uy không trả lời Sam liền, nét mặt lạnh lùng càng tỏa ra sự nguy hiểm. Nhật Trung, Trần Linh Giang và Doãn Kỳ nghe Sam nói vậy liền chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Tần Gia Uy. Mỗi người trong lòng đều có lối suy nghĩ riêng của mình. Nhật Trung không tin Akio Kojima tốt đến như vậy. Từ Nhật cố tình bay sang Mỹ chỉ để báo cho lão đại biết về tin tức này. Trần Linh Giang trong lòng nghi ngờ không biết Akio Kojima muốn giở trò gì đây. Cô chỉ sợ người âm thầm bắt tay với đoàn Vũ Sơn không phải là Kumamoto mà chính là Akio Kojima. Doãn Kỳ suy ngẫm một chút trong lòng, anh thầm nghĩ Akio Kojima là một người với dã tâm khó lường. Hắn đến báo tin cho lão đại, chắc chắn trong chuyện này hắn sẽ có lợi rất lớn. Bàn tay đang mân mê cái bật lửa của Tần Gia Uy đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hiện lên tia tự đắc nhìn thẳng với con đường phía trước. Tin? Tại sao lại không tin? Akio Kojima muốn làm bá chủ trong giới hắc đạo Nhật Bản, hắn nhất định phải tìm cho mình một chỗ dựa hùng mạnh nhất. Hiện tại trong thế giới ngầm này, ngoài Tần Gia Uy ta ra, còn có ai có năng lực đó đây? Giọng nói trầm khàn thốt lên những lời bá đạo này của Tần Gia Uy làm cho thuộc hạ gật đầu trong vẻ khâm phục. Chắc tìm hết trên thế gian này sẽ không có người nào ngông cuồng ngạo mạn hơn Tần Gia Uy nữa. Nhưng cũng chính vì sự ngông cuồng tự cao tự đại này của Tần Gia Uy mới khiến anh trở thành người đứng đầu trong giới mafia, nắm trong tay thế lực hùng mạnh nhất trong hắc đạo đương thời. Xe của họ chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ. Đột nhiên cặp mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy hiện lên đằng đằng sát khí khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy cùng một người đàn ông ở độ tuổi 25-26 có cử chỉ thân mật ngồi sát vào nhau ở phía sau của chiếc xe BMW kép màu đen đang đỗ bên cạnh xe của họ. Bàn tay đang đặt trên đùi của Tần Gia Uy bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, còn người đèn nhánh lúc này đã bao trùm bởi tia căm phẫn. Tứ đại hộ pháp nhìn thấy nét mặt hung tợn này của lão đại liền chuyển tầm mắt của mình theo hướng Tần Gia Uy đang nhìn. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng này. Đối với người khác, nhìn thấy người phụ nữ của mình cùng với người đàn ông khác thân mật, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với một Tần Gia Uy với tính chiếm hữu mạnh mẽ, còn có bệnh ưa sạch sẽ, thì đó quả thật là chuyện kinh thiên động địa. Đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh, Sam bất đắc dĩ phải nhấn ga phóng về phía trước. Nhìn thấy sắc mặt muốn giết người của lão đại, trong lòng bọn họ cảm giác thấp thỏm không yên. Lúc này, không khí trên xe thật ngột ngạt, đến thở họ cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ Tần Gia Uy sẽ lấy họ ra mà làm bia chút giận. Tần Gia Uy với sắc mặt lạnh lùng như tảng băng nghìn năm, cả đoạn đường trở về biệt thự Tần Gia, anh không nói một lời nào. Vì đang chăm chú đọc những tư liệu do Phan Minh Vũ mới điều tra được, nên Đường Vĩnh Hy không để ý đến những việc xung quanh. Trong lúc đang đọc hồ sơ, đột nhiên Đường Vĩnh Hy rùng mình, một cơn lạnh phát ra từ tận xương tủy. Cô có cảm giác được có ánh mắt với sát khí đằng đằng đang nhìn chăm chăm vào cô, y như một con sói đang rình rập con mồi của mình, chờ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống con mồi. Đường Vĩnh Hy nghi ngờ ngước khuôn mặt nghiêm túc lên quan sát xung quanh, nhưng không thấy có gì khả nghi cả. Phan Minh Vũ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Vĩnh Hy liền nhìn khắp nơi, anh liền lên tiếng. Chủ nhân, có chuyện gì? Đường Vĩnh Hy lắc đầu nhếch môi lên cười nhẹ, cặp mắt tiếp tục nhìn xuống phần hồ sơ trên tay mình. Không có gì cả, chắc là tôi quá đa nghi. Hôm nay cũng giống như ngày thường, Đường Vĩnh Hy đợi đến gần 12 giờ khuya, cô mới về biệt thự Tần Gia. Đường Vĩnh Hy đi nhẹ nhàng vào thư phòng, cô vươn tay bật đèn lên. Đập vào mắt cô là Tần Gia Uy với nét mặt hung hăng đang ngồi uy nghiêm trên ghế sofa ngay chính giữa phòng. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc, cô không ngờ Tần Gia Uy lại có mặt ở đây. Nhưng chỉ trong tích tắc, Đường Vĩnh Hy liền biết Tần Gia Uy cố tình chờ cô về. Sao anh lại ở đây? Đường Vĩnh Hy muốn biết Tần Gia Uy còn định giở trò gì. Đường đường là một ông trùm mafia nắm trong tay thế lực hùng mạnh nhất, nhưng lại giở trò bỉ ổi, dùng thuốc kích dục trên người cô. Sau khi nghe Quyển Ni báo cáo trong lọ tinh dầu hoa mẫu đơn có thành phần thuốc kích dục, trong lòng Đường Vĩnh Hy tức đến nỗi muốn tìm Tần Gia Uy tính sổ ngay. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng nên đã cố tình tránh mặt anh. Càng nhìn Tần Gia Uy, trong lòng Đường Vĩnh Hy càng thêm phẫn nộ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Đây là Tần Gia, tôi muốn ở đâu, không đến phiên em quản. Tần Gia Uy nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Đường Vĩnh Hy, trong lòng lại càng thêm tức giận. Đường Vĩnh Hy cười như không cười, cô bước tới đặt túi sách lên trên bàn làm việc, nói với giọng không quan tâm. Đúng, ở đây là Tần Gia, anh muốn ở đâu, làm gì, tùy anh. Đường Vĩnh Hy thản nhiên nói, cô cầm một xấp văn kiện trên bàn, chuẩn bị rời khỏi Tần Gia. Đường Vĩnh Hy tin chắc nếu cô còn ở lại đây, chắc chắn hai người sẽ xảy ra xung đột. Nghe Đường Vĩnh Hy nói ra những lời lãnh đạm này, Tần Gia Uy nộ khí xung thiên. Anh giận dữ đứng lên chụp lấy cánh tay của cô kéo về phía mình. Đường Vĩnh Hy không ngờ Tần Gia Uy lại có hành động này ngang ngược như vậy. Bàn tay mang găng tay bằng da của anh siết chặt tay cô, làm cho cô mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Lúc này, một tay Tần Gia Uy cầm tay cô, tay còn lại anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của Đường Vĩnh Hy, ép thân thể của cô vào người mình, không cho phép cô vùng vẫy. Nói, hắn là ai? Giọng nói máy móc của Tần Gia Uy vang lên chất vấn Đường Vĩnh Hy. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cô và người đàn ông khác có những cử chỉ thân mật là anh lại muốn nổi điên lên. Đường Vĩnh Hy thật sự không hiểu Tần Gia Uy đang nói cái gì. Người nên tức giận phải là cô mới đúng. Sao anh ta lại làm như cô mới là người có lỗi vậy? Anh đang nói gì? Tôi không hiểu. Buông tôi ra. Lúc này vì phẫn nộ nên bàn tay của Tần Gia Uy bất giác siết chặt hơn, làm cho Đường Vĩnh Hy cảm thấy đau. Đường Vĩnh Hy cố gắng cựa quậy trong lòng anh, nhưng dù cô có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể lay chuyển được thân thể cường tráng của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy với ánh mắt chứa đựng sự khinh thường nhìn thẳng vào mặt của Tần Gia Uy, nói với giọng chán ghét. Trước khi tôi vào Tần Gia, tôi còn nghĩ Tần Gia Uy anh là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng thật không ngờ, anh lại là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Tần Gia Uy nghe cô nói vậy, máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục, bàn tay đang siết chặt eo cô đột nhiên siết mạnh hơn. Tần Gia Uy giận đến mặt đỏ tía tai, anh nghiến răng ken két phun ra từng chữ. Đường Vĩnh Hy, em dám nói lại một lần nữa xem. Tần Gia Uy gầm lên mấy chữ cuối cùng, ánh mắt ma quỷ hiện lên những tia máu đỏ, nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Đường Vĩnh Hy. Nhìn vào ánh mắt của anh, không biết vì sao trong lòng Đường Vĩnh Hy lại hiện lên cảm giác xót xa, nhưng chỉ trong chốc lát cô đã che giấu bằng lời nói chua chát. Tôi nói, Tần Gia Uy anh không xứng đáng làm lão đại. Một người có thể bỏ thuốc kích dục để chiếm tiện nghi của người khác, vậy anh nghĩ mình có xứng đáng đứng trên cao, thống lĩnh hàng trăm thuộc hạ không? Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt không khuất phục, ánh mắt thất vọng, xen lẫn tia xem thường, buông ra những lời nói sắc bén làm cho Tần Gia Uy ngỡ ngàng trong giây lát. Tần Gia Uy không hiểu Đường Vĩnh Hy đang nói gì. Anh nhíu mày nhìn cô. Em nói gì? Cái gì là thuốc kích dục? Tần Gia Uy, tôi cần thiết phải bỏ thuốc kích dục sao? Tần Gia Uy với khuôn mặt ngạo mạn, anh nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt xem thường của Đường Vĩnh Hy nói. Nghe anh nói vậy, Đường Vĩnh Hy mới chợt nhận ra. Phải, Tần Gia Uy là ai chứ? Anh cần thiết phải làm như vậy sao? Ánh mắt thất vọng của Đường Vĩnh Hy đột nhiên được thay thế bởi ánh mắt băn khoăn. Khuôn mặt cô bất giác ửng hồng khi cô ý thức được tư thế hiện tại của hai người nhìn vào thật ám muội. Thân thể cường tráng của Tần Gia Uy lúc này đang ôm trọn thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy vào lòng. Cô cảm nhận được cặp ngực căng tròn của mình lúc này đang cọ sát vào lồng ngực vạm vỡ của Tần Gia Uy. Đột nhiên, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Tiếng hít thở nặng nề đã bao phủ cả căn phòng, làm cho lòng của hai người hiện lên tia dục vọng. Tần Gia Uy nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, ánh mắt mông lung nhìn anh không chớp của Đường Vĩnh Hy. Khuôn mặt anh tuấn không tự chủ tiến tới gần cô. Trong lòng Đường Vĩnh Hy không hề có cảm giác bài xích đối với anh. Cô không biết phải làm sao đành đứng yên, nhắm thật chặt cặp mắt của mình lại, không dám đối diện với khuôn mặt anh tuấn mang theo sự lạnh lùng của Tần Gia Uy. Lúc này, trên gương mặt của Tần Gia Uy đã không còn tia chết chóc nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng cùng với ánh mắt yêu thương. Đột nhiên, trái tim của Đường Vĩnh Hy đập rối loạn khi đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng của anh áp lên đôi môi đầy đặn của cô. Toàn thân Đường Vĩnh Hy mềm nhũn, hai tay cô bất giác buông lỏng xuống hai bên. Thân thể Tần Gia Uy cứng đờ. Anh thật không ngờ Đường Vĩnh Hy không phản kháng lại nụ hôn của anh. Phản ứng ngoan ngoãn này của Đường Vĩnh Hy trở thành động lực khiến Tần Gia Uy càng thêm bạo dạn hơn. Anh dùng đầu lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng của cô. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng liếm láp môi cô, mút lấy mật ngọt riêng thuộc về cô. Đôi tay mang găng tay của anh từ từ không kiềm chế được vén áo sơ mi của Đường Vĩnh Hy lên, sờ vào cặp ngực căng tròn của cô. Tuy ngoài lớp găng tay bằng da nhưng cũng đã đủ kích thích làm vật nam tính của anh trỗi dậy. Trong lúc hai người đang đắm chìm trong dục vọng, đột nhiên Đường Vĩnh Hy xô Tần Gia Uy ra. Đường Vĩnh Hy chợt bình tĩnh lại khi cô cảm nhận được vật to lớn của anh đã vì cô mà thức tỉnh, cọ sát vào nơi tư mật nhất của cô. Cô nhìn Tần Gia Uy lúc này còn đang ngơ ngác, không hiểu phản ứng này của cô là sao. Đường Vĩnh Hy có thể nhìn thấy con người đen nhánh của Tần Gia Uy giờ đã không còn sự lạnh lùng tàn nhẫn nữa, mà thay vào đó là một tầng sương mù của dục vọng. Đường Vĩnh Hy không biết phải làm gì, liền xoay người chạy ra khỏi thư phòng, để lại một Tần Gia Uy với tâm trạng khó hiểu, phải tắm nước lạnh để hạ hỏa. Đường Vĩnh Hy vừa đi, cô vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Quyển Ni đến đón cô ngay. Cô không biết phải đối mặt với Tần Gia Uy như thế nào đây. Trong phòng tắm, Tần Gia Uy mặc cho những giọt nước lạnh như băng chảy xuống khuôn mặt lạnh lẽo của mình. Trong lòng anh đang suy nghĩ đến từng câu từng chữ Đường Vĩnh Hy vừa mới nói với anh. Đột nhiên cặp mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy chợt hiện lên một ngọn lửa. Anh giận dữ đấm mạnh bàn tay vào bức tường đá lạnh lẽo trong nhà tắm. Bây giờ anh mới hiểu vì sao cả tuần nay Đường Vĩnh Hy luôn tránh né anh. Thì ra cô nghĩ anh là người làm ra những trò vô liêm sỉ đó. Sau khi tắm xong, Tần Gia Uy mặc trên người bộ âu phục màu đen của thường ngày. Anh cho thuộc hạ lái xe đưa anh đến tổng bộ của Tần Gia. Vừa bước vào cửa, Tần Gia Uy nhìn thấy Tần Gia Vĩ cùng với tứ đại hộ pháp đang huấn luyện bắn súng. Tần Gia Uy không nghĩ ngợi gì, liền hung hăng xông tới đấm liên tục mấy đấm vào khuôn mặt tuấn tú của Tần Gia Vĩ. Tần Gia Vĩ không hề có sự phòng bị, anh ta không biết xảy ra chuyện gì. Mấy cú đấm của Tần Gia Uy như từ trên trời giáng xuống, làm cho Tần Gia Vĩ đau đớn ngã lặn về phía sau. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lão đại, lúc này vô cùng độc ác, sát khí từ trên người anh làm cho cả căn phòng rơi vào trạng thái băng lãnh. Doãn Kỳ nhìn thấy Tần Gia Vĩ lúc này đang nằm thê thảm dưới mặt đất, khuôn mặt anh tuấn đã bị lão đại đánh cho bầm tím, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Anh liền bước tới đỡ Tần Gia Vĩ lên. Anh hai, sao lại đánh em? Tần Gia Vĩ thật sự không biết mình đã phạm sai lầm gì khiến anh lại nổi giận đến vậy. Em đừng ỷ mình là em trai của anh, muốn làm gì thì làm, không xem ai ra gì. Lần sau, em mà còn dám làm ra những chuyện vô liêm sỉ đó, anh sẽ không tha cho em đâu. Tần Gia Uy nói với giọng lạnh như băng, rồi lập tức xoay người rời khỏi tổng bộ của Tần Gia. Trần Linh Giang, Nhật Trung, Doãn Kỳ và Sam nhìn một màn vừa rồi, trong lòng kinh ngạc. Tuy Tần Gia Uy là lão đại, nhưng từ trước tới giờ anh luôn dung túng đứa em trai này. Dù cho Tần Gia Vĩ có làm sai chuyện gì, Tần Gia Uy cũng sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng lần này họ không biết Tần Gia Vĩ đã phạm phải sai lầm gì, lại khiến cho lão đại giận đến như vậy. Sam và Doãn Kỳ đỡ Tần Gia Vĩ lúc này còn đang ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của anh hai mình, ngồi nặng nề xuống ghế sofa. Trần Linh Giang cầm hộp dụng cụ y tế, lấy ra thuốc khử trùng thấm vào một miếng gạc, lau vết thương của Tần Gia Vĩ. Nhị gia, anh đã làm gì lại khiến lão đại giận đến như vậy? Trần Linh Giang vừa lau đi vết máu trên khóe miệng của Tần Gia Vĩ, vừa hỏi. Tần Gia Vĩ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút trong miệng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là chuyện của thuốc kích dục? Tuy Tần Gia Vĩ nói rất nhỏ, nhưng tứ đại hộ pháp đều nghe rất rõ. Sam kinh ngạc nhìn Tần Gia Vĩ bằng ánh mắt khó tin. Nhị gia, anh đừng nói với tôi anh đã dùng thuốc kích dục trên người của chị dâu. Khi không có người ngoài, họ sẽ kêu Đường Vĩnh Hy là chị dâu. Tần Gia Vĩ không nói gì, anh chỉ cười cười, bàn tay vươn lên sờ vào khuôn mặt sưng phù lên của mình. Nhìn thấy biểu hiện này của Tần Gia Vĩ, tất cả mọi người đều biết câu trả lời rồi. Chắc chị dâu đã hiểu lầm lão đại, nên lão đại mới giận đến như vậy. Trần Linh Giang lên tiếng, cô biết hiện tại chỉ có Đường Vĩnh Hy mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Gia Uy. Tần Gia Vĩ nghe Trần Linh Giang nói vậy, liền trầm mặt, trong lòng suy nghĩ. Mình đã rất cẩn thận thì làm sao chị dâu lại biết được? Vậy lần sau mình phải cẩn thận hơn. 2 tuần sau, 9 giờ tối tại bar Night Angel, trong phòng VIP, 4 người đàn ông ưu tú. Một người là ông vua trong giới công nghệ thông tin, 3 người còn lại chính là tam đại nhân vật trong hắc đạo. Tần Gia Uy, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng ngồi thoải mái trên ghế sofa, trên tay mỗi người thản nhiên cầm một ly rượu mạnh. Hùng, cậu đến New York vào lúc nào? Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu mạnh, nhìn Mạnh Hùng hỏi. Mới bay đến sáng ngày hôm nay, Kiều Nhi, An Nhi và cả An Phong cũng đến. Chỉ cần nghĩ đến Kiều Nhi và 2 tiểu bảo bối, nụ cười hạnh phúc không thể nào giấu được trên khuôn mặt thâm sâu của Mạnh Hùng. Hùng, cậu đến đây là vì chuyện của lô hàng? Tần Gia Uy nhìn Mạnh Hùng khẳng định nói, anh bắt được tin lô hàng của Mạnh Hùng đã xảy ra chuyện. Lô vũ khí của bang Bạch Hổ bị cướp trên đường đưa đến Syria vào 2 ngày trước tại Địa Trung Hải. Giọng nói trầm khàn mang theo sự nguy hiểm của Mạnh Hùng vang lên. Cặp mắt của Nam Liệt chợt bừng sáng, anh nhìn Mạnh Hùng với vẻ kinh ngạc. Ai mà to gan đến như vậy, hàng của bang Bạch Hổ cũng dám động đến à? Nam Liệt uống một hớp rượu nhìn Mạnh Hùng, nói với giọng khó tin. Nghe nói là người của Mario, nhưng chỉ là tin đồn, còn chưa được chứng thực đâu. Mario là thủ lĩnh của gia tộc mafia gốc Hy Lạp. Hắn ta là một người năng động hăng máu. Sau khi tiếp nhận chức vị người cầm đầu, hắn lập tức bành trướng thế lực của mình, muốn tiêu diệt tất cả đối thủ, biến gia tộc của hắn trở thành gia tộc mafia đứng đầu thế giới. Cậu qua đây để chứng thực về điều này. Tần Gia Uy tay mân mê cái bật lửa hình con sói, nhìn Mạnh Hùng với giọng lạnh như băng. Anh biết lô vũ khí bang Bạch Hổ bán cho Syria trị giá đến 300 triệu đô. Mạnh Hùng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám phỗng tay trên của anh. Phải, Trần Siêu đã điều tra được lô vũ khí được cất giấu tại Atlantis của Hy Lạp. Mạnh Hùng nhíu mày tỏ ra tức giận. Anh mà tìm được lô vũ khí đó, anh sẽ cho người săn bằng cái bang phái không biết viết chữ chết ra làm sao của bọn họ. Gia Uy, cậu có thể giúp tôi lần này. Dạo gần đây Kiều Nhi không được khỏe nên tôi không thể rời khỏi em ấy. Mạnh Hùng nói với giọng bất lực. Sau khi Kiều Nhi sinh An Phong, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục lại nên trong lòng Mạnh Hùng rất lo lắng. Mạnh Hùng biết Nam Liệt không thể rời khỏi Hàn Mạc vào giờ phút này. Hiện tại chỉ có Tần Gia Uy mới có thể giúp được anh. Số tiền 300 triệu đô la chẳng là gì cả, nhưng chữ tín đối với anh mới là quan trọng nhất. Tần Gia Uy trầm mặt suy nghĩ một chút. Thật trùng hợp, anh đang có việc quan trọng cần sang Hy Lạp ngay. Trong lòng anh còn đang suy nghĩ tìm cách gì để sang Hy Lạp mà không gây sự chú ý đến mọi người. Nếu đã là như vậy, anh sẽ lấy cớ đi tìm lô hàng này của bang Bạch Hổ, đường chính bước chân đến Hy Lạp. Đột nhiên, giọng nói nghiêm túc của Tần Gia Uy vang lên. Được, xem như cậu lại thiếu tôi thêm một món nợ ân tình. Doãn Kỳ cho người chuẩn bị máy bay, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai. Tần Gia Uy ra mệnh lệnh cho Doãn Kỳ. Anh đã hứa với Đường Chấn Nam cuối tháng sẽ đưa Đường Vĩnh Hy về dùng cơm, nên Tần Gia Uy muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Sau khi tan sở, Đường Vĩnh Hy hẹn với Thiết An Lâm, bạn thân từ nhỏ của cô, dùng cơm tối tại một nhà hàng Thái bên cạnh ba Night Angel. Cô không muốn về nhà sớm, sợ phải đụng mặt với Tần Gia Uy. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Thiết An Lâm trên người mặc quân phục cảnh đội. Cô bước đi hối hả vào trong nhà hàng, nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đang ngồi chờ. Cô liền lên tiếng. Xin lỗi chị Vĩnh Hy, em đến trễ. Trên gương mặt xinh đẹp của Thiết An Lâm nở một nụ cười nịnh nọt. Cô cúi đầu nâng tay đặt ngay trán, làm động tác xin lỗi Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy bực bội chau mày không vui. Cô vươn tay nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Đại tiểu thư, em biết mình đã trễ bao lâu không? 1 tiếng đồng hồ. Gọi điện thoại em lại tắt máy. Đường Vĩnh Hy nóng giận nhìn Thiết An Lâm cằn nhằn. Em biết, nhưng vừa rồi có một nhiệm vụ đột xuất cho nên em phải tắt điện thoại. Thôi mà, đừng giận nữa, hôm nay em sẽ mời chị. Thiết An Lâm nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt vô tội, vừa cười vừa nói. Thiết An Lâm là một cô gái khoảng chừng 21 tuổi. Cô sở hữu khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp, cặp mắt to tròn, sống mũi thì cao thẳng. Dù là một mỹ nữ nhưng trên người cô lúc nào cũng tỏa ra sự chính trực của một nữ cảnh sát. Thiết An Lâm nhỏ tuổi hơn Đường Vĩnh Hy, nên từ nhỏ đến lớn cô luôn xem Đường Vĩnh Hy như một người chị. Sau khi dùng cơm xong, Đường Vĩnh Hy và Thiết An Lâm vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng Thái. Đột nhiên có một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ chói quẹo từ một con đường nhỏ, phóng với tốc độ nhanh như chớp, xoay bánh, đậu trước mặt của hai cô. Vì tốc độ kinh hoàng này nên bánh xe mạ sát vào mặt đường nhựa, tỏa ra mùi khét nồng nặc, làm cho Đường Vĩnh Hy và Thiết An Lâm bất giác nhíu mày, vẻ khó chịu. Cánh cửa xe được mở ra, Tần Gia Vĩ hiên ngang bước xuống. Anh thản nhiên quăng chìa khóa xe cho thuộc hạ của Nam Liệt, lúc này đang đứng canh chừng nghiêm mặt trước cửa ba Night Angel. Đứng lại! Giọng nói hung hăng của Thiết An Lâm vang lên từ phía sau của Tần Gia Vĩ. Nhìn thấy thái độ hống hách không xem pháp luật ra gì của anh làm cho cô tức đến phùng mang trợn mắt. Tần Gia Vĩ không biết Thiết An Lâm đang nói chuyện với mình, bước chân lãnh đạm của anh ta vẫn hiển nhiên bước về phía trước. Thiết An Lâm nhìn thấy anh không xem lời nói của cô ra gì. Cô nóng giận rút súng từ bên hông ra, chĩa thẳng vào người của Tần Gia Vĩ, buông ra lời cảnh cáo. Tên mặc quần jean, áo sơ mi xanh, anh còn không đứng lại, tôi sẽ nổ súng ngay đấy. Cô đã làm cảnh sát 3 năm, Tần Gia Vĩ là người đầu tiên công khai xem thường luật pháp như vậy. Tất cả ánh mắt của mọi người chung quanh đều dồn hết lên người của Tần Gia Vĩ. Anh bị ánh mắt của mọi người làm cho khó chịu. Quần jean, áo sơ mi xanh. Anh ta nhìn xung quanh, chẳng có ai mặc như vậy cả, ai nấy đều mặc âu phục. Lúc này Tần Gia Vĩ mới ý thức được ở đây chỉ có mỗi một mình mặc quần jeans và áo sơ mi xanh. Tần Gia Vĩ xoay người lại, chỉ vào mặt của mình, nói. Cô đang nói chuyện với tôi à? Đập vào mắt anh là một cô gái mặc quân phục cảnh đội, trên tay cầm một khẩu súng, con người đen nhánh của anh chợt hiện lên tia sáng. Anh không ngờ, phụ nữ mặc loại quân phục lại xinh đẹp, hấp dẫn đến như vậy. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò thích thú của Tần Gia Vĩ, Thiết An Lâm càng thêm tức giận. Cô bắn dọa một phát dưới mặt đất cách chân anh 2 cm. Tiếng súng vang lên làm cho mọi người hoảng sợ. Chỉ có Tần Gia Vĩ vẫn ung dung đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt anh lại hiện lên ý cười. Thiết An Lâm bước tới gần Tần Gia Vĩ, cô đưa tay ra trước mặt anh, nói với giọng cộc lốc. Bằng lái? Không có. Tần Gia Vĩ nói một cách thẳng thắn. Doãn Kỳ vừa mới gọi cho anh, nói Tần Gia Uy đã uống say. Anh sợ Tần Gia Uy sẽ gặp nguy hiểm cho nên vội gấp gáp rời khỏi nhà, lập tức phóng xe tới đây, quên cả mang theo ví. Không có. Vậy theo tôi về đồn lập biên bản. Thiết An Lâm ghét nhất là những người ỷ mình có tiền xem thường pháp luật như anh. Cô tên gì? Mai tôi sẽ đến tìm cô lập biên bản. Hôm nay tôi bận không đi được rồi. Tần Gia Vĩ nhìn cô nói thật lòng, nhưng lời nói của anh lọt vào tai của Thiết An Lâm lại nghe thành những lời trêu chọc. Cái tên này, hắn nghĩ mình muốn mời hắn về đồn cảnh sát để chơi à? Thiết An Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cô nổi giận trợn mắt nhìn Tần Gia Vĩ. Anh nghĩ tôi đang mời anh sao? Đây là bắt buộc. Trong lúc hai người đang cãi vã, Đường Vĩnh Hy đứng một bên khoanh hai tay trước ngực chờ xem kịch vui. Vừa rồi cô đã nhận ra Tần Gia Vĩ, cô không cản Thiết An Lâm lại vì cô muốn xem em trai của ông trùm mafia bị một nữ cảnh sát làm khó thì sẽ như thế nào đây. Và lại Đường Vĩnh Hy cũng muốn cho Tần Gia Vĩ một bài học, vì cô đã biết người bỏ thuốc kích dục không ai khác hơn chính là cậu em chồng này. Đột nhiên một đám người oai nghiêm từ trong ba Night Angel bước ra. Đường Vĩnh Hy liền nhận ra Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Mạnh Hùng. Với lai lịch của bất kỳ nhân vật nào có thế lực lớn hay nhỏ trong hắc bạch lưỡng đạo, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong lòng cô hiện lên tia nghi ngờ, không biết có ngọn gió nào đã khiến ba ông trùm với lai lịch khủng như bọn họ hôm nay lại tụ tập tại ba Night Angel này cơ. Trong lúc cô quan sát ba người, đột nhiên trong lòng Đường Vĩnh Hy hiện lên tia bối rối khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy. Lúc này, anh được Doãn Kỳ và Trần Linh Giang đỡ từ trong quán bar bước ra ngoài. Anh đã ngà ngà say, ánh mắt sắc bén không hề lộ ra sự lờ đờ vì men rượu, ngược lại còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Khuôn mặt yêu nghiệt càng tỏa ra sự mê hoặc, làm cho Đường Vĩnh Hy nhìn anh đến ngây cả người. Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Mạnh Hùng, ba người được thuộc hạ của mình cung kính mở cửa xe. Họ ngồi vào trong xe, rời khỏi ba Night Angel. Sau khi xe của bọn họ vừa rời khỏi, đột nhiên 5 chiếc xe gắn máy màu đen từ đâu xông tới. Trên tay của bọn họ cầm những cây mã tấu Nhật nhắm thẳng vào người của Tần Gia Uy mà tấn công. Trong tình huống đột ngột này, thuộc hạ của Tần Gia Uy phản ứng cực kỳ lanh lẹ. Họ dùng thân thể của mình tạo thành một bức tường phòng thủ, chặn trước mặt anh. Doãn Kỳ và Trần Linh Giang lập tức rút bên hông ra khẩu súng tùy thân của bọn họ, nhắm vào bánh xe gắn máy, không ngừng nổ súng. Tiếng súng cùng với tiếng thét kinh hãi của những người đứng bên cạnh làm cho Thiết An Lâm giật mình. Cô nhìn theo hướng tiếng súng vang lên, Thiết An Lâm nhìn thấy một đám côn đồ trên tay cầm mã tấu muốn tấn công một người đàn ông. Thiết An Lâm không do dự, liền vươn súng bắn vào bọn họ. Tần Gia Vĩ thấy vậy, liền xông tới đánh nhau với mấy tên vừa mới nhảy xuống từ trên xe gắn máy. Lúc này, Đường Vĩnh Hy đang đứng cách Tần Gia Uy không xa. Cô thản nhiên đứng đó, cặp mắt nham hiểm không ngừng quan sát tình hình như một chiếc máy camera đang giám sát hiện trường. Từng hoạt động trong phạm vi trước mặt đều nằm rõ trong tầm mắt của Đường Vĩnh Hy. Cặp mắt thâm thúy không hề hiện lên tia dao động với tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Đột nhiên, Đường Vĩnh Hy nhìn thấy hai tên ngu xuẩn không biết chết là gì muốn đột kích Tần Gia Uy. Một tên cầm mã tấu bước đi thận trọng, từ từ tiến đến gần anh. Còn tên còn lại cầm một khẩu súng lục ẩn núp sau một chiếc xe đậu trước mặt Tần Gia Uy. Tuy vũ khí tùy thân của hắn chính là mã tấu, nhưng vì muốn giết Tần Gia Uy một cách nhanh gọn nên hắn mới dùng đến súng. Cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy liền quan sát Doãn Kỳ và Trần Linh Giang. Họ đang ứng phó với mười mấy tên tiếp diện nên không nhìn thấy. Đường Vĩnh Hy liền dùng tay trái ấn lên cái nút màu bạc trên đồng hồ luôn được treo trên cổ tay phải của cô. Một cây kim tẩm kịch độc nằm gọn trong tay của Đường Vĩnh Hy. Cặp mắt tàn nhẫn mang theo sự kiêu hãnh của Đường Vĩnh Hy bất giác nhìn chung quanh, không thấy ai để ý đến mình. Cô liền vươn tay phóng cây kim tẩm kịch độc thẳng vào mi tâm của hắn. Đường Vĩnh Hy ra tay độc ác, vừa nhanh vừa chuẩn, thần không biết quỷ không hay. Tên cầm súng chết một cách không minh bạch, chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại bỏ mạng vô lý như vậy. Thật ra hắn chết không phải vì cây kim đó, cái thật sự đã lấy mạng của hắn chính là chất độc được tẩm trên cây kim. Nó là một loại độc chỉ cần thấm vào da thịt sẽ lập tức phát tán và lấy mạng của đối phương trong tích tắc. Sau khi xử lý xong tên đó, Đường Vĩnh Hy nhìn thấy tên cầm mã tấu đã tiến tới bên cạnh Tần Gia Uy. Cô không thể ra tay giết chết hắn để cứu anh vì cô sợ thân phận của mình sẽ bại lộ. Suy nghĩ một chút, Đường Vĩnh Hy liền gọi tên anh để thuộc hạ của Tần Gia Uy có sự cảnh giác hơn. Gia Uy, cẩn thận! Trong lòng Đường Vĩnh Hy thầm nghĩ, dù sao lần trước anh cũng đã xả thân để cứu cô, dù đợt đột kích đó vì anh mà ra. Và lại hiện tại Tần Gia Uy không thể nào xảy ra chuyện được, cô cần đến sự hỗ trợ của Tần Gia. Thật ra những việc này chỉ là cái cớ do Đường Vĩnh Hy tự dựng lên để che giấu đi sự quan tâm của cô đối với Tần Gia Uy. Cô không muốn tiếp nhận sự thật rằng mình đã thật sự rung động trước người đàn ông ưu tú này. Với tính cảnh giác của Tần Gia Uy, làm sao anh lại không biết có người muốn đánh lén anh? Nhưng anh thấy Đường Vĩnh Hy đứng một bên mình nên muốn biết Đường Vĩnh Hy sẽ có phản ứng gì. Thì ra cô cũng có chút quan tâm đến anh đấy. Tần Gia Uy không hề lo sợ với cảnh trước mắt này. Việc bị ám sát thường xuyên xảy ra với anh, nhưng lần này lại khác. Lần này Đường Vĩnh Hy đang ở bên cạnh anh. Ánh mắt nguy hiểm chợt hiện lên tà khí. Anh khom người nhặt lên cây mã tấu của một tên đối thủ bị giết chết nằm dưới mặt đất. Con người đen nhánh hiện lên một ngọn lửa tàn khốc. Anh cau mày, bàn tay nắm chặt cây mã tấu, xoay người lại, nhìn vào tên muốn đánh lén anh. Hắn đụng phải ánh mắt hung bạo cùng với khuôn mặt ma quỷ của Tần Gia Uy. Hắn cảm giác khiếp hãi trong lòng, bước chân đột nhiên dừng hẳn lại, bàn tay đang cầm vũ khí run run, toát mồ hôi lạnh. Tần Gia Uy từng bước chậm rãi về phía hắn. Chỉ trong tích tắc, Tần Gia Uy đã vươn cây mã tấu không chút lưu tình chém xuống. Anh ra tay nhanh như chớp, tên đối thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Gia Uy giết chết chỉ bằng một nhát dao. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô không còn lo lắng cho sự an nguy của anh nữa. Cho dù là đang say, nhưng tinh thần anh vẫn minh mẫn và quyết đoán như ngày thường. Ánh mắt của Đường Vĩnh Hy tỏa sáng khi cô nhìn thấy sự độc ác cùng với tia tàn nhẫn ẩn tàng trong ánh mắt lạnh lùng, không gợn sóng của Tần Gia Uy. Trong lòng cô lại hiện lên cảm giác ngưỡng mộ. Phải, cô ngưỡng mộ sự lãnh khốc của anh. Trong lúc Đường Vĩnh Hy và Tần Gia Uy đang chăm chú nhìn đối phương, một tên nhìn thấy Tần Gia Uy nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt yêu thương. Hắn liền cầm mã tấu xông tới, muốn tấn công Đường Vĩnh Hy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hắn sẽ dùng Đường Vĩnh Hy để uy hiếp Tần Gia Uy. Đàn ông dù có tài giỏi hay nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi bị người phụ nữ của mình làm liên lụy. Cặp mắt của Tần Gia Uy hiện lên sát khí đằng đằng, giờ phút này con ngươi đen nhánh của anh đã bao trùm bởi những tia máu đỏ. Anh như một con sói hung hăng phóng tới, một tay kéo Đường Vĩnh Hy vào lòng, tay còn lại đỡ lấy cây mã tấu đang từ trên chuẩn bị chém xuống thân thể mỏng manh của Đường Vĩnh Hy. Cây mã tấu sắc bén khứa qua găng tay bằng da, cắt sâu vào trong lòng bàn tay của Tần Gia Uy. Những giọt máu đỏ sẫm chảy theo lưỡi dao nhỏ xuống mặt đất. Tên cầm mã tấu bị một màn kinh hoàng này làm cho sợ chết điếng người. Chán hắn toát mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy vì ánh mắt ma quỷ của Tần Gia Uy nhìn hắn chằm chằm. Tần Gia Uy không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng, chỉ cần nghĩ đến Đường Vĩnh Hy sẽ gặp nguy hiểm, Tần Gia Uy sẽ liền mất đi lý trí. Cho dù anh biết họ không thể nào làm hại được Đường Vĩnh Hy. Lão đại! Nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương, thuộc hạ của anh đồng thanh kêu lên. Họ lập tức nhanh tay thủ tiêu hết những kẻ còn lại. Tần Gia Uy nghiến răng trợn mắt, anh dùng sức bẻ một cái cây mã tấu lập tức gãy làm đôi. Tần Gia Uy cầm chặt nửa cây mã tấu, nhanh như sét kéo dẹt một đường từ bên phải qua bên trái cổ của hắn. Một vết thương rộng dài nhìn vào thật kinh tởm hiện ra trước mắt của Đường Vĩnh Hy. Thân thể mạnh mẽ của hắn lập tức ngã quỵ xuống, kịch liệt giãy giụa dưới mặt đất. Những dòng máu đỏ sẫm không ngừng trào ra từ miệng vết thương. Hắn chết ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, người của Tần Gia Uy đã giải quyết xong mười mấy tên dám ám sát anh. Họ lập tức xông tới xem vết thương của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy không quan tâm đến thuộc hạ, anh chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Đường Vĩnh Hy, lúc này còn đang đứng ngây người nhìn anh. Đường Vĩnh Hy không ngờ Tần Gia Uy lại không màng đến sự an toàn của bản thân mình để cứu cô. Tần Gia Uy không nói gì, anh vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đường Vĩnh Hy, kéo cô ngồi vào trong chiếc xe Cadillac màu đen đang ngang nhiên đỗ bên cạnh. Đôi găng tay bằng da pha lẫn những giọt máu màu đỏ chạm vào bàn tay mềm mại của Đường Vĩnh Hy, làm cho trái tim cô đau nhói. Một cảm giác lạ kỳ hiện lên trong lòng cô. Đường Vĩnh Hy bối rối, cặp mắt hình hạnh nhân cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Tần Gia Uy, vội vàng rút tay về. Em có sao không? Có chỗ nào bị thương không? Tần Gia Uy không biết vì sao mình lại nói ra những lời quan tâm với giọng điệu dịu dàng như thế này. Một người như Đường Vĩnh Hy thì làm sao có thể vì những chuyện nhỏ này mà bị tổn thương được. Không chỉ anh, ngay cả thuộc hạ của anh cũng bất ngờ. Trong lòng họ thầm nghĩ, người vừa nói ra những lời này có phải là lão đại lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của bọn họ không? Giọng nói quan tâm của Tần Gia Uy làm cho trong lòng Đường Vĩnh Hy chợt hiện lên tia dao động. Trái tim cô bất giác nhảy loạn nhịp. Cô siết chặt lại vạt áo, cố ổn định lại hơi thở bất thường của mình. Trong lòng cô không biết vì sao Tần Gia Uy lại đối xử tốt với cô như vậy. Đường Vĩnh Hy không trả lời anh, cô ngồi trầm mặt suy nghĩ một chút. Không được, mình không thể ở lại Tần Gia nữa, không thể đưa Tần Gia Uy vào cục diện nan giải. Sau một lúc giằng co với bản thân mình, Đường Vĩnh Hy đã đưa ra quyết định, cô phải ly hôn, phải rời khỏi Tần gia, cho dù cái giá phải trả chính là không nhận được sự giúp đỡ của Tần gia và sẽ khiến cho ba mẹ cô thất vọng. Cô cũng không thể nào làm tổn thương anh. Đường Vĩnh Hy biết nếu cô còn tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, không chỉ Tần Gia Uy mà ngay cả Tần gia cũng sẽ bị cô làm liên lụy. Cục diện bây giờ rất hệ trọng, không chỉ Hy Lạp và Nga bắt tay nhau muốn gây chiến với mọi người, trong nội bộ của chính phủ Mỹ cũng đã xuất hiện nội gián. Mà điều quan trọng hơn chính là Đường Vĩnh Hy sợ nếu cô còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, hai người nhất định sẽ xảy ra quan hệ. Cô không thể nào có tình cảm với bất kỳ ai được. Người của Tần Gia Uy được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Lão đại vừa mới ngồi vào trong xe, thuộc hạ của anh liền tự giác thu dọn bãi chiến trường. Chỉ trong tích tắc, mấy chiếc xe van màu đen đã đậu trước cửa Bar Night Angel. Họ hành động một cách ngăn nắp, khiêng từng cái xác của bọn người Kumamoto quăng vào chiếc xe van, phóng đi một cách có trình tự. Một hiện trường đẫm máu chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở về dáng vẻ ban đầu của nó. Thiết An Lâm nhìn một màn trước mắt, không khỏi thất kinh trong lòng. Cô không biết bọn người này là ai, sao lại làm việc một cách gọn gẽ, không để lại chút đầu dây mối nhợ gì cả. Trong lúc này, Thiết An Lâm mới chợt nhớ đến Đường Vĩnh Hy bị người đàn ông thần bí, nhìn vào giống như người cầm đầu của bọn người không rõ lai lịch này đưa định. Cô lo lắng, chạy theo, nhưng lại bị Tần Gia Vĩ dùng tay đưa ra trước mặt cô cản lại. Chị ấy sẽ không sao đâu, cô không cần lo. Tần Gia Vĩ nhìn Thiết An Lâm cười tươi nói, vừa rồi khi anh nhìn thấy anh hai lo lắng cho chị dâu, trong lòng anh biết anh hai thật sự đã động lòng. Nói xong, Tần Gia Vĩ xoay người lại định đi. Đột nhiên anh nhớ đến điều gì, liền nhìn Thiết An Lâm nói với giọng nghiêm túc. Cô đừng quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay, họ là những người cô không nên chọc tới. Anh biết bọn họ là ai? Thiết An Lâm kinh ngạc nhìn Tần Gia Vĩ hỏi. Tần Gia Vĩ cười nhẹ, anh cúi đầu đặt khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào mặt của Thiết An Lâm, nói với giọng cả giỡn. Biết thì sao, không biết thì sao? Dù sao, bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tần Gia Vĩ nói một cách vô cùng thản nhiên. Đám người Kumamoto này sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần gia giải quyết. Anh đừng có làm càn, nước Mỹ là một nơi có luật pháp. Thiết An Lâm nghe Tần Gia Vĩ nói vậy, trong lòng thật khó tin. Cái tên này không biết chết là gì ở trước mặt cảnh sát, lại dám nói ra những lời phạm pháp như vậy. Tần Gia Vĩ nghe cô nói vậy, khuôn mặt phong lưu bất giác hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Anh khom người tới nói nhỏ vào tai cô. Luật pháp, Tần gia chính là luật pháp. Hơi thở nóng gian phả vào tai cô, làm cho trái tim của Thiết An Lâm đập thình thịch, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên ửng hồng. Nói xong, Tần Gia Vĩ đã xoay người, ngồi vào trong chiếc Lamborghini của anh, phóng đi thật nhanh như cơn lốc, để lại một mình Thiết An Lâm đứng ngơ ngác nhìn theo. Ây, anh còn phải theo tôi về đồn, lập biên bản. Thiết An Lâm chợt nhớ đến việc này liền hét lên. Cả đoạn đường trở về biệt thự Tần gia, không khí trong xe thật ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào. Đường Vĩnh Hy cố tình làm mặt lạnh, tỏ thái độ chán ghét. Còn Tần Gia Uy ngồi bên cạnh, trong lòng anh hiện lên nộ khí. Thái độ thờ ơ lãnh đạm này của cô là có ý gì? Lần đầu tiên trong đời, Tần Gia Uy lại có cảm giác khó chịu như bây giờ, một cảm giác làm anh không thể nào lý giải được. Xe vừa dừng lại trước cửa chính của Tần gia, Đường Vĩnh Hy đã vội vàng mở cửa xe đi thẳng vào trong. Cô không quan tâm đến những lời chào hỏi của người giúp việc, đi một mạch lên phòng. Vĩnh Hy! Bác Phúc nhìn thấy cô đi vội vàng như vậy, ông buột miệng gọi cô. Nhưng lời còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt phát ra tia lửa của Tần Gia Uy làm cho khựng lại. Bác Phúc, bác thật to gan, ai cho phép bác gọi thiếu phu nhân như vậy? Giọng nói máy móc mang theo sự cảnh cáo của Tần Gia Uy vang lên chất vấn bác Phúc. Ông ta lập tức cúi đầu trong sự sợ hãi trong lòng, không hiểu vì sao hôm nay thiếu gia lại giận đến như vậy. Thường ngày Tần Gia Uy luôn giữ thái độ tôn kính đối với ông. Ở Tần gia, bác Phúc muốn làm gì thì làm, anh sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, không quan tâm. Anh làm dữ với bác Phúc để làm gì? Là tôi kêu bác ấy gọi tôi như vậy. Ba từ thiếu phu nhân làm tôi cảm giác chán ghét vô cùng. Thật sự trong lòng Đường Vĩnh Hy không nghĩ vậy. Cô chỉ là không quen người khác gọi mình là thiếu phu nhân. Nhưng cô cố tình nói ra những lời này để làm tổn thương anh. Tất cả mọi người đều nín thở rùng mình. Theo lời nói sắc sược của Đường Vĩnh Hy, ánh mắt không tự chủ lén nhìn thiếu gia. Tần Gia Uy bị lời nói chọc tức của cô làm cho nộ khí xung thiên. Anh nóng giận vươn tay xô mạnh cái bình hoa bên cạnh xuống đất. Rầm! Tiếng bình hoa vỡ nát vang lên làm cho mọi người đều kinh hãi. Nhật Trung, Trần Linh Giang, Sam và Doãn Kỳ đứng yên tại cửa, không ai dám bước vào trong. Họ vừa mới chứng kiến cảnh Tần Gia Uy giận cá chém thớt lấy Bắc Phúc ra làm bia chút giận. Đường Vĩnh Hy giật mình với hành động này của anh, cặp mắt hiện lên vẻ khó tin nhìn Tần Gia Uy. Cô không ngờ dáng vẻ nổi giận của anh lại đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt thâm sâu của Đường Vĩnh Hy bất giác nhìn vào bàn tay bị thương của anh. Lúc này vì dằn xuống cơn giận trong lòng nên Tần Gia Uy đã siết chặt bàn tay của mình. Hành động này của anh càng khiến bàn tay chảy nhiều máu hơn, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà đá hoa cương màu trắng, đọng lại thành một vũng máu màu đỏ tươi dưới chân bên cạnh anh. Đường Vĩnh Hy cảm giác được trái tim của mình hơi khó chịu. Cô cau mày xoay người lại, đi đến phòng, không muốn nhìn Tần Gia Uy nữa. Tần Gia Uy càng thêm tức giận với phản ứng thờ ơ này của cô. Chẳng lẽ dù anh có vì cô mà bị thương đi chăng nữa, cô cũng sẽ không quan tâm sao? Anh với nét mặt hầm hầm bước nhanh lên phòng, để lại sau lưng không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn theo bóng lưng cao lớn chứa đựng đằng đằng sát khí của anh. Vừa bước vào cửa, Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đang thu dọn những đồ quan trọng chuẩn bị rời đi. Em định làm gì? Tần Gia Uy gằn giọng nói một cách đầy nguy hiểm. Cặp mắt sắc bén của Tần Gia Uy đã bị thái độ xem thường của Đường Vĩnh Hy làm mờ đi. Điều duy nhất còn tồn tại chính là sự vô tình khát máu, giống như một con sói đang hung hăng rình rập con mồi của mình. Đường Vĩnh Hy bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, làm cô trở nên luống cuống, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vẻ kiêu ngạo thường ngày. Anh hỏi tôi định làm gì à? Tôi không muốn ở lại nơi này, không muốn ở lại bên cạnh anh. Tôi không biết anh là cái loại người gì. Chúng ta vừa mới kết hôn được 2 tháng, anh liền bị người ta ám sát 2 lần. Vừa nói, Đường Vĩnh Hy vừa cầm túi xách đi lướt qua anh, định rời khỏi. Bàn tay mang găng tay bằng da đang chảy máu của Tần Gia Uy chụp lấy cổ tay của Đường Vĩnh Hy kéo cô lại. Vì hành động bất thình lình này của anh làm cho Đường Vĩnh Hy mất thăng bằng, ngã vào lòng anh. Ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy không thể nào rời khỏi bàn tay đầy máu của anh. Lúc này vì dùng sức cầm chặt tay cô cho nên chảy rất nhiều máu. Muốn ở hay đi, không đến phiên em quyết định. Trừ phi tôi cho phép em đi, bằng không cả đời này em cũng phải lại Tần gia, phải ở lại bên cạnh tôi. Lời nói bá đạo của Tần Gia Uy làm cho Đường Vĩnh Hy không biết phải làm sao. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt điên cuồng mang theo sự ngạo mạn của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc khi cô nhìn thấy dáng vẻ oai vệ ngông cuồng hiện tại của anh. Nhìn vào thần sắc của Tần Gia Uy, trên người anh tỏa ra khí chất của một thủ lĩnh. Lời nói của anh chính là thánh chỉ, từ trước tới giờ không một ai dám làm trái. Chỉ riêng một mình Đường Vĩnh Hy là ngoại lệ. Chúng ta ly hôn đi. Tần Gia Uy cười một cách đầy nguy hiểm. Anh đặt khuôn mặt ma quỷ của mình sát vào mặt cô với giọng lạnh như băng. Ly hôn? Em đừng hòng. Cả đời này tôi sẽ không ly hôn. Em chỉ có thể làm vợ của Tần Gia Uy tôi mà thôi. Đường Vĩnh Hy nghe Tần Gia Uy nói ra những lời ngông cuồng này, trong lòng càng hiện lên nỗi bất an. Đúng vậy, với thế lực của anh, nếu anh không chịu ly hôn thì dù cô có muốn cũng không thể. Lúc này, trong lòng Đường Vĩnh Hy thầm nghĩ Tần Gia Uy là loại người chịu mềm không chịu cứng. Muốn anh đồng ý ly hôn, cô phải nói chuyện một cách thật tử tế. Gia Uy với dung mạo quyền lực cùng với tài sản đồ sộ của anh, thiếu gì phụ nữ muốn dâng mình làm Tần phu nhân. Anh cần gì phải tốn công phí sức trên người một người phụ nữ, không có gì gọi là đặc sắc như là tôi. Trái tim băng lạnh của Tần Gia Uy cảm giác ấm áp hẳn lên khi anh nghe được hai từ Gia Uy thật ngọt ngào thốt ra từ miệng của Đường Vĩnh Hy. Nếu Đường Vĩnh Hy em không có gì gọi là đặc sắc, thì trên thế giới này không có người phụ nữ nào được gọi là đặc sắc cả. Tuy trong lòng Tần Gia Uy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ thái độ kiên định, cứng như núi Thái Sơn. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy Tần Gia Uy nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Cô bối rối lập tức rút tay khỏi bàn tay đang chảy máu của anh. Do dự một chút, Đường Vĩnh Hy vươn tay cầm cái cà vạt đang treo trong tủ áo bên cạnh. Tay còn lại, cô cầm lấy bàn tay bị thương của Tần Gia Uy băng lại vết thương cho anh. Hành động này của Đường Vĩnh Hy làm cả hai trong lòng đều kinh ngạc. Đường Vĩnh Hy không biết vì sao mình lại quan tâm đến Tần Gia Uy. Cô chỉ biết khi nhìn thấy máu từ vết thương của anh nhuộm đỏ cổ tay của cô, trong lòng cô cảm giác đau như dao cắt. Tần Gia Uy nghi ngờ, anh nheo cặp mắt sắc bén của mình, lại nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt thăm dò. Trong lòng Tần Gia Uy thầm nghĩ, không biết Đường Vĩnh Hy đang muốn giở trò gì đây. Sau khi băng bó qua loa vết thương cho anh, Đường Vĩnh Hy ngước khuôn mặt dịu dàng nhìn anh, cất giọng khe khẽ. Tần Gia Uy, tôi không có cảm giác gì với anh cả, tôi không yêu anh, sao anh lại phải cố chấp đến như vậy? Tần Gia Uy không hề để lời nói của Đường Vĩnh Hy vào tai, chỉ duy nhất câu tôi không yêu anh của cô khiến cơn điên tiết trong lòng Tần Gia Uy xông đến tận đỉnh đầu. Bàn tay mạnh mẽ của anh đột nhiên vươn tới túm lấy cổ tay của Đường Vĩnh Hy, làm cho cô nhíu mày vì đau đớn. Anh giận dữ quăng Đường Vĩnh Hy mạnh lên giường, cặp mắt giận đến những tia máu đỏ cũng đã hiện lên rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, em không được rời khỏi tôi nửa bước. Việc của Đường thị em không cần quan tâm, tôi sẽ an bài ổn thỏa. Nói xong, Tần Gia Uy lấy điện thoại di động trong túi áo vest ra, gọi cho Đường Chấn Nam. Giọng nói uy nghiêm của Đường Chấn Nam vang lên từ trong điện thoại. Ba, Vĩnh Hy sẽ không về công ty nữa, con sẽ thu xếp người xử lý việc của Đường thị, ba không cần lo. Nói xong, Tần Gia Uy liền cúp máy, anh hung hăng quăng chiếc điện thoại di động xuống giường. Đường Vĩnh Hy ngồi trên giường nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt khó tin. Cô không thể nào ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Trong lòng cô không hiểu. Nếu lúc đầu cuộc hôn nhân này chỉ là vì lợi ích của hai bên, cái Tần Gia Uy muốn có được chính là hợp đồng độc quyền cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ. Cô biết hiện tại nó đã thuộc về anh. Vậy tại sao Tần Gia Uy vẫn không chịu ly hôn? Chẳng lẽ anh còn muốn gì ở Đường xa, ở cô? Suy nghĩ một chút, Đường Vĩnh Hy mặc kệ ý đồ ban đầu của Tần Gia Uy là gì. Việc hiện tại cô cần làm chính là rời khỏi Tần Gia. Tần Gia Uy, tôi biết thật ra anh không yêu thương gì tôi cả. Chỉ cần anh chịu ly hôn, anh muốn tôi làm gì cũng được. Đường Vĩnh Hy với bộ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, xuống nước nhỏ giọng năn nỉ anh. Càng nhìn vào khuôn mặt tỏ ra vô tội của cô, Tần Gia Uy lại càng thêm tức giận. Vì muốn ly hôn với anh cho nên cô mới cố tình diễn ra một màn kịch này. Chẳng lẽ ở lại bên cạnh anh làm cô khó chịu đến như vậy sao? Tần Gia Uy với khuôn mặt nguy hiểm, ánh mắt hiện lên sát khí bổ nhào lên người của Đường Vĩnh Hy, đè cô xuống giường. Thân thể mạnh mẽ của anh khóa chặt thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy dưới thân mình. Tần Gia Uy áp khuôn mặt đỏ bừng với tức giận sát vào mặt của Đường Vĩnh Hy. Ly hôn? Nghĩ thôi em cũng đừng nên nghĩ tới. Lúc này Đường Vĩnh Hy không thể nào chịu nổi sự kiêu căng của Tần Gia Uy nữa. Cô bực bội nói với lòng. Tần Gia Uy, anh thật sự muốn gì? Cứng không được, mềm cũng không xong. Vậy tội tình gì tôi phải giả vờ đáng yêu trước mặt anh? Trong lòng vừa nghĩ như vậy, thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy đã dùng hết sức vùng vẫy dưới thân anh. Đường Vĩnh Hy nghiến răng trợn mắt, khuôn mặt chợt hiện lên tia ác độc. Cô vươn chân lên định đá vào hạ thân của Tần Gia Uy, nhưng đã bị anh nhìn thấu tâm tư. Anh nhếch môi lên thành một nụ cười vừa ý, rất hài lòng với phản ứng mạnh mẽ này của Đường Vĩnh Hy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù em có che giấu giỏi đến đâu, Đường Vĩnh Hy vẫn chính là Đường Vĩnh Hy thôi. Tần Gia Uy tự nói với bản thân mình. Phản ứng của anh cực kỳ nhanh. Anh dùng chân phải đè lên hai chân của cô, giữ chặt không cho cô nhúc nhích. Hiện tại thân thể của hai người vì hành động này của Tần Gia Uy nên cọ sát vào nhau, nam trên nữ dưới, nhìn vào thật ám muội. Đường Vĩnh Hy đỏ bừng cả mặt khi cô nhìn thấy cặp ngực căng tròn của mình đang cọ sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Đường Vĩnh Hy tiếp tục cửa quậy. Cô phải mau chóng ra khỏi tư thế này, thật là nguy hiểm. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt ửng hồng. Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi sự chế ngự của anh, đến cả cổ tay cũng vì vậy đã trở nên bầm tím. Trong lòng Tần Gia Uy chợt hiện lên cảm giác thương xót. Anh định buông Đường Vĩnh Hy ra, đột nhiên giọng nói cứng rắn của cô vang lên. Tần Gia Uy, tôi không yêu anh, thân thể này đã thuộc về người đàn ông khác, anh đừng nên ép buộc tôi. Đường Vĩnh Hy cố tình nói như vậy vì cô biết Tần Gia Uy sợ nhất là bẩn. Cô tin chắc rằng anh sẽ không động đến cô, nhưng lại thật không ngờ được lời chọc tức này lại khiến cho Tần Gia Uy nổi điên lên. Tần Gia Uy nghe Đường Vĩnh Hy nói như vậy, con ngươi phẳng lặng đột nhiên hiện lên từng cơn sóng dữ. Anh không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình. Anh nhớ đến cảnh Đường Vĩnh Hy cùng người đàn ông thân mật ngồi trong xe. Tuy anh đã ra lệnh Nhật Trung điều tra hắn, vẫn biết hắn và cô không có quan hệ gì mập mờ cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô và người đàn ông khác có sự tiếp xúc thân thể, anh đã không thể kiềm chế được lòng mình rồi. Đúng, Tần Gia Uy đang ghen, anh không thích người khác đụng vào người phụ nữ của anh. Vừa nói xong, Đường Vĩnh Hy nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Tần Gia Uy hiện lên một ngọn lửa căm phẫn, nét mặt lạnh lùng lại trở nên lãnh khốc hơn. Lúc này, Đường Vĩnh Hy mới ý thức được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Với một con người nguy hiểm và có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Tần Gia Uy, cô không nên có hành động khiêu khích như vậy. Sự anh minh sáng suốt của Tần Gia Uy bị ngọn lửa ghen tuông làm cho nhòa đi. Anh vươn tay xé toang áo sơ mi của Đường Vĩnh Hy ra. Cặp ngực căng tròn được che lại bởi nội y màu đỏ hiện ra trước mặt anh, làm yết hầu của Tần Gia Uy bất giác chuyển động lên xuống không ngừng. Đường Vĩnh Hy kinh hãi khi cô nhìn Tần Gia Uy, lúc này đã bị cô chọc tức đến không còn lý trí. Tần Gia Uy hung hăng cúi đầu, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi cô. Anh ra sức thô bạo mút lên mật ngọt thuộc về riêng Đường Vĩnh Hy. Cảm giác này, mùi hương này đã in sâu vào tâm trí của anh sau lần anh hôn Đường Vĩnh Hy trong thư phòng lần trước. Đường Vĩnh Hy không thể nào ngờ Tần Gia Uy lại có hành động ngang tàng như vậy. Cô phản ứng kịch liệt lại với hành động chiếm đoạt này của anh. Đường Vĩnh Hy dùng hết sức quăng những cú đấm mạnh bạo không chút lưu tình lên thân thể cường tráng của Tần Gia Uy. Với người bình thường, có lẽ họ sẽ bình tĩnh lại khi Đường Vĩnh Hy dùng những quyền phản kích mạnh bạo này. Nhưng với một Tần Gia Uy, trái tim đã băng lạnh từ lâu. Dù người ở trước mặt anh có khóc lóc cầu xin thảm thiết như thế nào, cũng không thể nào làm lay chuyển được tâm tình của anh. Huống hồ gì vì lời nói thách thức vừa rồi của Đường Vĩnh Hy đã khiến cho Tần Gia Uy mất đi kiểm soát. Sự căm phẫn đã khiến cho Tần Gia Uy trở thành một con sói hung hăng tàn bạo, chỉ biết công kích kẻ địch để thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Đường Vĩnh Hy nóng giận cắn thật mạnh vào môi anh, làm cả hai đều cảm giác khó chịu vì mùi máu tanh nồng nặc trong miệng. Tần Gia Uy bất giác buông đôi môi sưng đỏ của Đường Vĩnh Hy ra. Anh xoay khuôn mặt anh tuấn của mình sang một bên, phun một ngụm máu từ trong miệng xuống dưới đất. Cặp mắt nguy hiểm nheo lại nhìn Đường Vĩnh Hy, lúc này với nét mặt quật cường nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Càng nhìn vào khuôn mặt bất khuất của Đường Vĩnh Hy, trong lòng Tần Gia Uy càng hiện lên cảm giác chiếm hữu. Một ngọn lửa tình đột nhiên chiếm lấy toàn bộ tâm trí cùng với thể xác của anh. Tần Gia Uy mất đi lý trí, vươn tay xé luôn chướng ngại vật còn lại trên người của Đường Vĩnh Hy. Cái váy công sở màu đen bị anh hung hăng xé quăng xuống mặt đất. Đường Vĩnh Hy kinh hãi khép chặt hai chân của mình lại. Cô vội vàng rút tay về che đi nơi tư mật nhất của mình. Lúc này chỉ còn lại cái quần lót hình chữ T màu đỏ phơi bày ra trước mặt anh. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy có hành động bài xích như vậy, trong lòng anh lại càng thêm nóng giận. Một tay anh giữ chặt hai tay của Đường Vĩnh Hy trên đỉnh đầu, tay còn lại anh cầm lấy quần lót bằng sen màu đỏ quyến rũ của cô, kéo mạnh một cái ra thành hai mảnh. Nơi tư mật nhất của Đường Vĩnh Hy hiện ra trước mắt anh, một bức tranh diễm lệ làm toàn thân của Tần Gia Uy bốc lên ngọn lửa dục vọng. Đường Vĩnh Hy tức đến muốn giết người. Cô trợn mắt, bàn tay đang nằm trong sự chế ngự của Tần Gia Uy bất giác ấn vào nút trên đồng hồ đeo tay. Một cây kim tẩm kịch độc nằm gọn trong lòng bàn tay của Đường Vĩnh Hy. Cô cầm cây kim định đâm thẳng vào bàn tay của Tần Gia Uy lúc này đang giữ chặt tay cô. Nhưng khi cây kim còn chưa chạm vào da thịt của anh, một cảm giác do dự hiện lên trong lòng cô, làm cho Đường Vĩnh Hy bối rối. Chỉ cần Đường Vĩnh Hy vô tình ấn mạnh cây kim vào tay của Tần Gia Uy, chất độc sẽ lấy mạng của anh ngay lập tức. Trên thế giới này, không một ai có năng lực dùng độc giỏi hơn Đường Vĩnh Hy. Nếu cô nhận kỹ thuật dùng độc của mình là hạng nhì, thì không có ai dám đứng ra nhận mình là hạng nhất cả. Trong lúc Đường Vĩnh Hy đang do dự không biết phải làm sao, giết Tần Gia Uy thì cô không nỡ, mà không giết anh thì cô cũng không có cách nào ngăn cản hành động chiếm đoạt này của anh. Đường Vĩnh Hy hét lên vì đau đớn khi nơi tư mật nhất của cô đã bị vật nam tính của Tần Gia Uy dùng sức xâm nhập. Vì còn là xử nữ nên hạ thân của cô không thể nào chịu nổi vật to lớn của Tần Gia Uy. Lúc này toàn thân của Tần Gia Uy cứng đờ, anh hốt hoảng lập tức dừng lại động tác chiếm đoạt của mình. Lúc này vật nam tính của anh đang nằm gọn trong cơ thể khít chặt của Đường Vĩnh Hy. Cảm giác tự trách xen lẫn áy náy ăn mòn trái tim lạnh như băng của anh. Tần Gia Uy thật không ngờ, anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Trong lòng anh vừa cảm giác xót xa, vừa cảm giác sung sướng đến tận trời mây. Một cảm giác độc chiếm làm thỏa mãn sự kiêu ngạo của anh. Đường Vĩnh Hy bàng hoàng với hành động này của Tần Gia Uy. Bàn tay đang cầm cây kim độc đột nhiên buông lỏng ra. Cây kim trong tay bất giác rơi xuống mặt đất. Đúng thật như câu, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bây giờ Đường Vĩnh Hy mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói huyền thoại này. Cô đau đớn nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi của mình. Đường Vĩnh Hy đã từng học qua khi nam nữ ái ân với nhau, cảm giác thỏa mãn sung sướng làm cả hai đều muốn trải nghiệm. Nhưng sao bây giờ lại có thể đau đến như vậy? Tần Gia Uy từ trên nhìn xuống nét mặt tái xanh của Đường Vĩnh Hy. Lúc này trán cô vì đau đớn nên đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Tần Gia Uy đau lòng, anh khom xuống áp khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào khuôn mặt kiều diễm của Đường Vĩnh Hy. Cả đời này Tần Gia Uy anh chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Đường Vĩnh Hy em. Nói xong, anh dịu dàng đặt lên trán của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn thâm tình. Nụ hôn này của anh chỉ để chứng tỏ tình yêu của anh đối với cô, không hề xen lẫn tia dục vọng nào. Lời tuyên bố ngông cuồng của Tần Gia Uy làm cho trái tim Đường Vĩnh Hy rung động. Cô từ từ mở cặp mắt sắc bén của mình ra, nhìn vào khuôn mặt của Tần Gia Uy. Lúc này đã không còn sự lạnh lùng tàn khốc nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng yêu thương. Nhìn thấy phản ứng của Đường Vĩnh Hy, Tần Gia Uy biết cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh cúi xuống đặt lên môi của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn cuồng nhiệt mà anh đã đè nén từ đêm tân hôn đến tận bây giờ. Tần Gia Uy dùng môi hôn nhẹ nhàng môi cô. Nụ hôn của anh không dịu dàng, không đậm đà, không kỹ xảo, ngược lại còn có chút vụng về luống cuống, nhưng lại làm Đường Vĩnh Hy vui vẻ trong lòng. Cô biết từ trước tới giờ lão đại của Tần Gia chưa từng tiếp cận với phụ nữ. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tần Gia Uy, Đường Vĩnh Hy khóc dở miếu dở. Không ngờ lần đầu tiên của hai người lại ở trong tình cảnh không chuẩn bị như thế này. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy dùng ánh mắt gợi tình nhìn anh, khuôn mặt tuấn lãnh chợt hiện lên một nụ cười mê người, cuốn hút cả tâm hồn lẫn thể xác của Đường Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, anh sẽ cẩn thận. Tần Gia Uy cảm giác được toàn thân anh bị thân thể mê người của Đường Vĩnh Hy làm cho kích thích đến tột đỉnh. Vật to lớn của anh lúc này đã cương cứng, càng lúc càng lớn hơn, muốn xé toang thân thể của Đường Vĩnh Hy ra. Tần Gia Uy dùng sức nhẹ nhàng di chuyển vật nam tính của mình sâu hơn vào trong cơ thể của Đường Vĩnh Hy. Vì sự khít chặt của cô nên Tần Gia Uy phải dùng thêm chút sức. Đường Vĩnh Hy cảm giác được anh ở trong cơ thể của mình như con mãnh long muốn vươn lên xé toạc thân thể của cô. Cô bậm môi, hai tay níu chặt áo sơ mi trên người của Tần Gia Uy, cố gắng chịu đựng sự đau đớn. Sau khi ra vào vài lần, hạ thân của Đường Vĩnh Hy đã vì sự kích thích trở nên ẩm ướt, làm Tần Gia Uy dễ dàng ra vào hơn. Sự đau đớn đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự khoái cảm sung sướng, một cảm giác lâng lâng làm hai người không tài nào chịu nổi. Tần Gia Uy không thể nào khống chế bản thân mình, anh vội vàng vươn tay luống quính cởi bỏ quần áo còn lại trên người mình. Lúc này trên người anh chỉ còn lại duy nhất cái áo cánh màu trắng che đi phần ngực vạm vỡ của anh. Hiện ra trước mắt của Đường Vĩnh Hy là thân thể cường tráng cùng với cơ bắp cuồn cuộn trên bắp tay của Tần Gia Uy, làm cho Đường Vĩnh Hy không thể nào rời khỏi tầm mắt của mình. Tần Gia Uy cảm thấy đắc ý khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy nhìn mình bằng ánh mắt khát khao. Anh nở một nụ cười mê hồn nhìn vào người phụ nữ với thân hình tuyệt mỹ dưới thân mình. Anh không thể nào chần chờ được nữa, liền khom xuống liếm nhẹ nhàng đỉnh hồng nhạy cảm của cô, lúc này đã vì anh mà nở sụ. Anh dùng đầu lưỡi lưu loát trêu đùa đỉnh hồng của cô. Tần Gia Uy dùng tay sờ lên đường cong quyến rũ của Đường Vĩnh Hy, làm cho cô nhíu mày khó chịu khi đôi găng tay thô nhám chạm vào làn da trắng như sữa mịn màng của cô. Tần Gia Uy thu hết biểu cảm trên gương mặt của Đường Vĩnh Hy, anh lập tức tháo bỏ đôi găng tay quăng sang một bên. Bàn tay trắng nõn cùng với những ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật nhất của Đường Vĩnh Hy, làm cho toàn thân cô mềm nhũn. Cô bất giác co hai bàn chân của mình lại vì cảm giác kích thích do Tần Gia Uy mang lại cho cô. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng từ từ thăm dò từng tấc da tấc thịt trên cơ thể của Đường Vĩnh Hy. Đàn ông đúng là loại động vật được trời ban thiên phú làm cho phụ nữ chìm đắm trong dục vọng. Họ không cần học hỏi hay tìm tòi cũng biết được nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ và biết cách chinh phục họ một cách triệt để. Từng nơi đôi môi mỏng của Tần Gia Uy chạm vào đều để lại dấu ấn thuộc về riêng anh. bột màu đỏ xinh đẹp như những cánh hoa bỉ ngạn nở rộ trên làn da trắng nõn của Đường Vĩnh Hy. Hai người từ từ hưởng thụ sự hưng phấn từ đối phương đem lại cho mình. Đến khi Tần Gia Uy gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân trong cơ thể của Đường Vĩnh Hy. Sau một trận mây mưa long trời lở đất, tinh thần của Tần Gia Uy thật sảng khoái. Anh bế Đường Vĩnh Hy lúc này đã không còn sức lực nằm trên giường và trong phòng tắm, lau sạch những giọt hồng đã khiến Đường Vĩnh Hy trở thành niềm kiêu hãnh nhất của anh. Nằm trên giường lớn, Tần Gia Uy với chiếc áo thun ba lỗ che đi phần ngực vạm vỡ của mình, bàn tay thản nhiên vuốt ve tấm lưng trần của Đường Vĩnh Hy. Lúc này cô y như một con tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nằm yên trên lồng ngực ấm áp của anh. Hai thân thể trần truồng được phủ lên bởi một lớp chăn mỏng. Trong lòng Đường Vĩnh Hy hiện lên nhiều điều khó xử. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô đã yêu anh, một người tuyệt đối không thể có tình cảm với bất kỳ ai đã bị một Tần Gia Uy lạnh lùng chinh phục mất rồi. Trong lúc này đột nhiên điện thoại di động đặt trên đầu giường của Tần Gia Uy vang lên. Anh để mặc nó đổ chuông. Tần Gia Uy không hề có ý định bắt máy. Điện thoại reng một lúc thì chợt ngừng lại, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi lại đổ chuông thêm một lần nữa. Tần Gia Uy trao đôi mày rậm của mình lại. Anh bực bội khom tới, cầm lấy điện thoại di động lên vươn tay định ném nó vào bức tường phía trước, nhưng hành động này của anh đã bị Đường Vĩnh Hy dùng tay chặn lại. Cô nhìn anh lắc đầu. Đường Vĩnh Hy biết hiện tại Tần Gia Uy không muốn ai làm phiền đến đêm tân hôn của hai người. Ngày hôm nay đối với hai người mới chính thức là đêm tân hôn. Tần Gia Uy không nói ra miệng, nhưng trong lòng anh đã quyết định. Sau khi xử lý xong công việc, anh sẽ tổ chức một hôn lễ bù lại cho Đường Vĩnh Hy. Lần này anh sẽ khiến cho tất cả phụ nữ trên thế giới này vừa ganh tị vừa hâm mộ cô. Chuyện gì? Giọng nói không vui của Tần Gia Uy vang lên trong điện thoại, làm Trần Linh Giang im lặng vài giây. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, không biết có phải Đường Vĩnh Hy đã chọc tức đến lão đại không? Lão đại, 9 giờ sáng ngày mai chúng ta khởi hành sang Hy Lạp. Trần Linh Giang nói với giọng tôn kính. Cô và Sam đã điều tra và tham khảo địa hình bên Hy Lạp để tránh có việc rủi ro. Tôi biết. Nói xong Tần Gia Uy lập tức cúp máy. Anh quăng điện thoại sang một bên, bàn tay bất giác ôm chặt Đường Vĩnh Hy vào lòng. Tần Gia Uy trầm mặt suy nghĩ một chút rồi chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Lúc này khuôn mặt cô ửng hồng, cặp mắt sáng lung linh cùng với hàng mi dài cong chớp chớp nhìn anh, làm trái tim của Tần Gia Uy bất giác nhảy loạn nhịp. Anh yêu thương cúi đầu đặt lên trán của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn thâm tình. Ngày mai em đi cùng anh sang Hy Lạp. Tần Gia Uy buông Đường Vĩnh Hy ra. Anh với khuôn mặt nghiêm túc, thân thể trần truồng chỉ được che bởi cái áo cánh màu trắng, đi đến quầy bar rót cho mình một ly rượu mạnh. Bàn tay cường tráng với những ngón tay thon dài nhìn vào thật hấp dẫn, cầm ly rượu làm động tác lắc lắc. Lúc này Đường Vĩnh Hy ngồi trên giường. Cô vươn tay kéo tấm chăn che lại thân thể không mảnh vải che của cô. Cặp mắt sắc bén quan sát kỹ bàn tay của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh không mang găng tay. Lúc đầu cô còn tưởng tay của Tần Gia Uy rất kinh tởm, chắc là có một vết sẹo không muốn người khác nhìn thấy nên mới dùng đôi găng tay bằng da để che lại. Nhưng cô thật không ngờ bàn tay của anh thật hoàn hảo, không một vết xước, ngược lại còn rất mềm mại, mịn màng. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Đường Vĩnh Hy nhìn mình, Tần Gia Uy cong môi lên thành một nụ cười nhẹ. Ánh mắt gợi tình nhìn cô thiết tha, cử chỉ dịu dàng cùng với nụ cười mê người của anh làm trái tim của Đường Vĩnh Hy đập thình thịch. Anh ấy cũng biết cười, nhưng phải công nhận nụ cười của anh ấy là nụ cười đẹp nhất mà mình đã từng thấy. Tần Gia Uy thấy cô nhìn mình như vậy, dục vọng trong lòng chợt trỗi lên. Anh biết vừa rồi anh đã hành hạ cô nên sợ thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy sẽ không chịu nổi lần thứ hai. Khuya rồi, em đi ngủ đi. Nói xong, Tần Gia Uy uống cạn ly rượu mạnh trên tay của mình. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng, hiện lên cảm giác nóng ran khó chịu, làm cho anh bất giác nhíu mày. Trong lòng của Tần Gia Uy cố đè nén cảm giác mãnh liệt vừa rồi khi bàn tay anh chạm vào thân thể mê người của Đường Vĩnh Hy, lúc này còn đang vương vấn trong lòng anh. Tần Gia Uy ôm trong lòng sự khao khát, đặt mạnh ly rượu thủy tinh trống rỗng xuống, không còn giọt rượu nào xuống mặt bàn. Đường Vĩnh Hy ngồi trên giường, tuy cặp mắt có vẻ thờ ơ, nhưng mà thật ra cô đang quan sát vết thương trên bàn tay anh. Nhìn thấy cái cà vạt lúc này đã nhuộm đỏ bởi máu của anh, trong lòng cô cảm giác đau nhói. Đường Vĩnh Hy bước xuống giường, cô thuận tay cầm cái chăn mỏng quấn một vòng che lại thân thể trần truồng của mình, chỉ để lộ ra ngoài bờ vai trần trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp, làm cho Tần Gia Uy nhìn thấy bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Bàn chân trần bước lên trên sàn nhà ấm áp, tao nhã tiến đến gần Tần Gia Uy. Nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đến gần mình, trong lòng Tần Gia Uy cảm giác ảo não. Anh phải khổ sở lắm mới có thể đè nén dục vọng trong lòng mình. Nếu Đường Vĩnh Hy cứ ở trước mặt anh nhìn quyến rũ như vậy, anh sẽ cầm lòng không được, ăn sạch cô. Đường Vĩnh Hy không biết trong lòng Tần Gia Uy khó chịu đè nén, cô vươn tay cầm lấy bàn tay không bị thương của Tần Gia Uy, kéo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Trước ánh mắt khó hiểu của Tần Gia Uy, Đường Vĩnh Hy vươn tay cầm lấy bàn tay bị thương của anh, cô nhẹ nhàng tháo cái cà vạt lúc này đã ướt đẫm vì máu. Một vết thương sâu thẳm hiện ra trước mắt của Đường Vĩnh Hy. Đối với cô, vết thương này chẳng là gì cả. Những cảnh tượng kinh hoàng này Đường Vĩnh Hy đã chứng kiến đến vô số lần. Nhưng lần này thì khác. Người bị thương chảy máu nhiều chính là Tần Gia Uy, cho nên trong lòng Đường Vĩnh Hy không khỏi thương xót. Anh có còn đau không? Giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút đau lòng, làm cho Tần Gia Uy cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Anh mỉm cười, lắc đầu nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt yêu thương. Vết thương này đối với anh chẳng là gì cả. Tần Gia Uy nói một cách vô cùng thản nhiên, nhưng lại khiến trái tim của Đường Vĩnh Hy thắt lại. Đúng, người như anh và cô, những chuyện này đối với hai người vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Với thân phận của anh, chắc chắn có rất nhiều kẻ địch cho người ám toán. Chỉ trong vòng 2 tháng của ở bên cạnh anh đã bị ám sát đến 2 lần. Vừa nghĩ đến việc này, cặp mắt dịu dàng yêu thương của Đường Vĩnh Hy chợt hiện lên sát khí. Bắt đầu từ hôm nay, ai dám đối đầu với Tần Gia Uy cũng chính là kẻ địch của Đường Vĩnh Hy cô. Từng thần sắc biến đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vĩnh Hy đều bị Tần Gia Uy thu hết vào trong ánh mắt nguy hiểm của mình. Trong lòng anh biết những nỗi lo âu hiện giờ của cô đều do anh mà ra. Anh yêu thương vươn tay nâng cằm của Đường Vĩnh Hy lên, để khuôn mặt yêu kiều của cô đối diện với khuôn mặt anh tuấn cùng với ánh mắt dịu dàng của anh. Em không cần vì anh mà lo lắng. Việc duy nhất em cần làm chính là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tần Gia Uy anh. Tần Gia Uy nói xong, không đợi Đường Vĩnh Hy nói gì, liền cúi đầu áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô. Có trời mới biết hiện tại những nỗi lo lắng trong lòng anh đều phát sinh từ Đường Vĩnh Hy mà ra. Thà rằng Đường Vĩnh Hy và anh không có nảy sinh tình cảm, vậy thì việc của cô, anh sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh, đã thuộc về anh, thì tất cả mọi chuyện có liên quan đến cô, anh đều sẽ quản. Đường Vĩnh Hy ngơ ngác, không biết hiện tại trong lòng Tần Gia Uy đang nghĩ cái gì. Nhưng điều cô biết chắc chắn chính là thân thể cường tráng của anh đã có phản ứng với nụ hôn này. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Gia Uy, để em băng bó lại vết thương cho anh trước đã. Đường Vĩnh Hy nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Tần Gia Uy mà nói, trong lòng thầm nghĩ. Không biết anh là loại người gì mà dồi dào sức lực đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục triền miên như thế này, cô sẽ không tránh khỏi bị Tần Gia Uy hành hạ thêm một lần. Sau khi băng bó lại vết thương cho anh, Đường Vĩnh Hy viện cớ mệt mỏi nên muốn đi ngủ trước. Tần Gia Uy yêu thương để Đường Vĩnh Hy nằm trên ngực mình, chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, khi Đường Vĩnh Hy xác thực Tần Gia Uy đã ngủ say, cô mới vén chăn bước xuống giường. Đường Vĩnh Hy mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công. Ngoài trời đêm khuya tĩnh mịch mang theo cơn gió lạnh lẽo, thổi phấp phới mái tóc dài cùng với váy ngủ của cô. Đường Vĩnh Hy bật ứng dụng GPS trên đồng hồ đeo tay của mình để liên lạc về tổng bộ. Minh Vũ, cậu có điều tra được lý do vì sao Tần Gia Uy lại sang Hy Lạp không? Đường Vĩnh Hy nói với giọng nhỏ nhẹ vì cô sợ kinh động đến Tần Gia Uy. Chủ nhân, Quyển Ni và thuộc hạ đều đã điều tra được Tần Gia Uy sang Hy Lạp để tìm lại lô hàng của bang Bạch Hổ bị người của Mario cướp đi. Nghe Phan Minh Vũ nói vậy, Đường Vĩnh Hy trầm mặt một chút, cô suy nghĩ mọi việc thật cẩn thận. Cậu chắc chắn họ không phải vì virus Anthrax 001 cho nên mới đến Hy Lạp đấy chứ? Tuần trước cô nhận được mật báo người của Santos bên Hy Lạp đang nghiên cứu một loại vũ khí sinh học được cải biến từ thành phần virus Anthrax, tức bệnh than, nhằm để dùng vào những vụ tấn công khủng bố sinh học. Nếu họ thật sự nghiên cứu thành công virus Anthrax 001 này, nó sẽ có uy lực gấp 100 lần so với virus Anthrax đã lấy mạng không biết bao nhiêu người vào chiến tranh thế giới thứ nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Vợ yêu của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.